Chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay. Và lại là mình đây, thì mình sẽ dẫn dắt các bạn đến những bản tin hay nhất, những tin hot nhất, cũng như những bản tin gọi là được chọn lọc gọi là kỹ càng nhất trong ngày hôm nay nhé mọi người. Và bây giờ thì không làm mọi người phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy bắt đầu vào bản tin đầu tiên. Ông Sri Lanka viết thư cho Thủ tướng Ấn Độ đề nghị viện trợ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết thư cho Thủ tướng Ấn Độ Modi đề nghị New Delhi tăng cường viện trợ nhân đạo như thuốc men, thiết bị y tế. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emin Habarova, người đang thăm Ấn Độ, đã trao bức thư cho Ngoại trưởng Ấn Độ Menachi Lekhi ngày 11 tháng 4. Bà Lekhi sau đó đăng Twitter rằng New Delhi đảm bảo tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Kiev. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine thông báo Kiev sẽ cho phép sinh viên khoa y khoa nước ngoài tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ ngay tại quốc gia họ sinh sống. Điều này sẽ giải tỏa nỗi lo của hàng nghìn sinh viên Ấn Độ buộc phải rời Ukraine khi chiến sự bùng phát hồi đầu năm ngoái. Ukraine cũng gợi ý rằng việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng trong nước có thể là cơ hội cho các công ty Ấn Độ. Thứ trưởng Ukraine trước đó bày tỏ mong muốn New Delhi tham gia nhiều hơn vào việc giúp giải quyết xung đột với Nga và mời Thủ tướng Modi cùng các quan chức hàng đầu của Ấn Độ tới thăm Ukraine. Habaro nói rằng Ấn Độ có thể đóng vai trò giải quyết các thách thức toàn cầu. Nga đang đặt câu hỏi về sự tồn tại của đất nước tôi. Trong lịch sử 1.500 năm của chúng tôi, Ukraine chưa bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào. Habaro cho hay, thông điệp tôi mang theo khi đến Ấn Độ là Ukraine thực sự muốn hai nước xích lại gần với nhau hơn. Giữa chúng ta đã có mối quan hệ lịch sử, nhưng chúng tôi bắt đầu mối quan hệ mới với Ấn Độ. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine nói thêm, Ấn Độ cũng có quan hệ láng giềng không êm ấm với Trung Quốc và Pakistan. Trường hợp Crimea cũng là bài học cho Ấn Độ. Tuy nhiên, Habaro nhấn mạnh Ukraine không ở vị thế có thể đưa ra yêu cầu đối với Ấn Độ về quan hệ kinh tế với các nước khác, đề cập quan hệ năng lượng của New Delhi với Moscow. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với Moscow, đặc biệt nhắm vào lĩnh vực năng lượng. Ấn Độ không ngừng trừng phạt Nga vì chiến sự Ukraine, mà còn tăng mua dầu của Moscow, bất chấp những lời đe dọa trừng phạt của phương Tây. Dầu Ấn Độ mua từ Nga đạt mức cao nhất mọi thời đại, 1,64 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3, khiến Nga trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Ấn Độ trong 6 năm tháng liên tiếp. Hồi tháng 3 năm 2022, quốc gia Nam Á chỉ mua 68.600 thùng một ngày, ít hơn khoảng 24 lần so với cùng kỳ năm nay. Thị phần dầu nhập khẩu của Nga và Ấn Độ đạt 34% trong tháng 3, gấp đôi con số của nhà cung cấp hàng đầu truyền thống là Iraq. Trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Uzbekistan tháng 9 năm hai ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ngày nay không phải thời đại của xung đột và kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Tin tiếp theo, Hàn Quốc rúng động vì vụ phát đồ uống tẩm ma túy cho học sinh. Nhóm người dân phát đồ uống chứa thuốc lắc và ma túy cho học sinh bên ngoài các trường luyện thi ở Seoul để tống tiền phụ huynh. Một nhóm 4 người tuần trước phát đồ uống miễn phí trên đường phố Dajijon, một quận ở khu vực Gangnam, thủ đô Seoul, nơi có hàng nghìn trường luyện thi. Họ giới thiệu rằng đồ uống có tác dụng tăng cường trí nhớ và tập trung. 7 học sinh sử dụng có triệu chứng bất thường và dương tính khi xét nghiệm ma túy. Một phụ huynh sau đó trình báo cũng sử dụng đồ uống này. Cảnh sát Seoul cho hay để đổi lấy đồ uống miễn phí, những người phân phát đã hỏi học sinh về thông tin liên lạc của cha mẹ. Phụ huynh sau đó nhận được cuộc gọi yêu cầu họ trả 100 triệu won, khoảng 75.700 đô la Mỹ. Nếu không, những kẻ tống tiền sẽ báo cảnh sát rằng các học sinh này sử dụng ma túy. 4 nghi phạm phát đồ uống khai rằng không biết chúng chứa ma túy và được một người thuê qua Internet làm công việc phân phát bán thời gian. Cảnh sát điều tra và phát hiện nguyên liệu mua từ Trung Quốc được hóa chế bằng 100 chai nước, trong đó 10 chai đã phân phát cho học sinh. Cảnh sát đã tịch thu 30 chai, các nghi phạm vứt bỏ 60 chai. Cảnh sát ngày 7 tháng 4 bắt 2 nghi phạm Gil và Kim với các buộc dàn dựng kế hoạch. Phiên điều trần diễn ra hôm 10 tháng 4. Gil khai pha đồ uống bằng cách trộn ma túy đá vào sữa theo hướng dẫn của bạn là Lee, sau đó gửi đồ uống đến Seoul bằng xe sách tốc hành và dịch vụ giao hàng. Kim bị cáo buộc che giấu số điện thoại Internet từ Trung Quốc dưới dạng số điện thoại Hàn Quốc khi tống tiền các phụ huynh. Kim từng liên quan tới các vụ lừa đảo bằng giọng nói ít nhất 14 lần. Hai cá nhân khác ở Trung Quốc là Lee, công dân Hàn Quốc ngoài 20 tuổi và Park, công dân Trung Quốc ngoài 30 tuổi, đang bị truy tìm vì cáo buộc không kế hoạch. Cảnh sát Seoul cho hay,
đã xin lệnh bắt Li và Bắc, đồng thời đề nghị chính quyền Trung Quốc phối hợp. Li, người có tiền án tham gia các vụ lừa đảo bằng giọng nói ở Hàn Quốc, đã tới Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra lệnh huy động mọi năng lực điều tra để triệt phá các tổ chức phân phối và buôn bán ma túy, đồng thời truy tìm và tịch thu số tiền kiếm được từ hoạt động này. Đây là sự cố ma túy gây sốc ảnh hưởng đến học sinh trung học. Phát ngôn viên Tổng thống Lee Dong-won cho hay, bắt đầu từ 10 tháng 4, cảnh sát đã được triển khai ở 700 trường cấp 2 và cấp 3 khắp Seoul từ 15 giờ tới 17 giờ để ngăn chặn tội phạm ma túy nhắm mục tiêu vào thanh thiếu niên. Vụ án cho thấy học sinh là đối tượng dễ tiếp xúc với các tội phạm ma túy. Các chuyên gia cho rằng cần đưa ra hướng dẫn và biện pháp phòng ngừa để bảo vệ học sinh khỏi ma túy. Theo dữ liệu từ cơ quan công tố tối cao, số thiếu niên phạm tội ma túy ở Hàn Quốc năm ngoái là 481 người, tăng gần gấp 8 lần so với mức 58 người vào năm 2013. Bây giờ không phải lúc làm sáng tỏ ai đã sử dụng ma túy, mà cần đưa ra kế hoạch dài hạn chi tiết ngăn chặn dòng chảy ma túy tràn vào đất nước, vì chính phủ đang cố gắng ngăn chặn nạn buôn bán ma túy. Yeon Ki-yu, người đứng đầu Viện Tội phạm Ma túy Hàn Quốc ở Seoul nói. Tin tiếp theo là một tin về anh nhân viên ngân hàng sau khi nghe tin mình bị sa thải đã bắt đầu xả súng. Thì khoảnh khắc cảnh sát Mỹ bắn hạ nhân viên ngân hàng xả súng. Cảnh sát thành phố Louisville bang Kentucky công bố video các sĩ quan đối đầu và bắn hạ Colonel Sagan, kẻ xả súng ở ngân hàng Old National. Video gần 9 phút do cảnh sát Louisville công bố ngày 11 tháng 4 bắt đầu từ cảnh quay từ camera gắn trên người sĩ quan Nicholas Quick. Người lái xe cùng sĩ quan huấn luyện của anh Corey C.J. Galloway đến hiện trường vụ nổ súng tại ngân hàng Old National hôm 10 tháng 4. Sau khi dừng xe, Quick lúc súng rụt lục cầm trên tay, còn Galloway mở cốp lấy khẩu súng trường. Hai người thận trọng bước lên các bậc thang dẫn vào ngân hàng, nơi nghi phạm Connor Tugan, 25 tuổi, vừa thực hiện vụ xả súng. Trong lúc hai người tiếp cận cửa kính phía trước ngân hàng, loạt tiếng súng đột ngột vang lên. Quick ngã xuống, còn Galloway lăn vài vòng và nhảy xuống bậc cầu thang để tránh đạn. Giới chức cho biết Quick, tân binh vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, bị trúng đạn vào đầu khi chạy về phía có tiếng súng và hiện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh quay thứ hai được ghi lại từ camera gắn trên người là Galloway, cho thấy anh nấp sau bồn hoa, liên tục di súng về phía trong nhưng không thể nhìn thấy nghi phạm do cửa kính chắn tầm nhìn. Sugan sau đó liên tiếp bắn nhiều phát đạn qua cửa kính phía trước ngân hàng. Tay súng có góc nhắm bắn vào cảnh sát đang nằm kia, một sĩ quan ở phía sau nói, chúng ta phải lên đó. Phó cảnh sát trưởng Bao Humphrey cho biết khi Sugan bắn vỡ phần cửa kính, nhóm cảnh sát phía ngoài lập tức có thể phát hiện vị trí của anh ta và bắn trả. Galloway nổ nhiều phát súng, sau đó hô lớn, nghi phạm đã bị hạ, hãy cứu cảnh sát đó. Sĩ quan này tiến nhanh vào ngân hàng để xác định Sugan đã bị tiêu diệt. Phó cảnh sát trưởng Humphrey ca ngợi hành động của các sĩ quan dưới quyền. Cảnh sát Quinn vừa mới gia nhập lực lượng, cậu ấy không có kinh nghiệm mà chỉ dựa vào hai điều: kiến thức được đào tạo và phẩm chất của mình. Và bạn thấy đó, cậu ấy không bao giờ do dự, ngay cả khi sau khi bị bắn, Humphrey nói tại họp báo. Theo Humphrey, khi vụ xả súng kết thúc, cảnh sát đã bắt đầu sơ cứu lập tức cho những người bị thương. Đối với Quinn, sau khi trao đổi với nhân viên y tế, Humphrey cho biết hành động nhanh chóng của cảnh sát và lực lượng khẩn cấp đã cứu sống nhiều người. Jacqueline Wing Lavoro, quyền cảnh sát trưởng Lovin, cho biết nghi phạm Sugan đã mua hợp pháp khẩu súng trường kiểu AR-15 tại đại lý súng địa phương 6 ngày trước khi dùng nó sát hại 5 đồng nghiệp trong vụ xả súng. Cảnh sát chưa nhận công bố động cơ gây án của Sugan. Buổi sáng, luật pháp được tiếp vụ tấn công trên Instagram, video của Sugan hiện đã bị xóa. Sugan thực tập tại ngân hàng trong 3 mùa hè và đã làm nhân viên toàn thời gian ở đây khoảng 2 năm. Cán nguồn thực thi pháp luật cho biết trước khi thực hiện xả súng, Sugan gửi thông điệp cho người thân, cho hay vừa nhận được thông báo sẽ bị sa thải và thông báo sẽ nổ súng ở ngân hàng. Các điều tra viên đang xem xét camera và những bằng chứng khác để xác định động cơ của nghi phạm. Họ đã khám xét nhà của Sugan nhưng không cho biết đã tìm thấy những gì. Một quan chức cảnh sát thành phố nói rằng tay súng đã xả đạn vào các nạn nhân chỉ trong một phút rồi dừng lại, chờ cảnh sát đến. Anh ta đợi khoảng một phút rưỡi trước khi cảnh sát đến và còn đấu súng xảy ra sau đó. Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng 9 phút, 4 người bị thương trong vụ xả súng đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có một người nguy kịch. Việc Hàn Quốc thử hàng loạt vũ khí như là sóng thần phóng xạ cũng như là tên lửa xuyên lục địa, thì mới đây thì Nga cũng thử tên lửa xuyên lục địa sau khi đình chỉ New Star. Bộ Quốc phòng Nga thông báo phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để kiểm tra năng lực chiến đấu sau khi đình chỉ hiệp ước New Star với Mỹ.
chiến đấu thuộc lực lượng tên lửa chiến lược ngày 11 tháng 4 phóng thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ bệ phóng di động trên mặt đất từ thao trường Kabutinja thuộc tỉnh Astrakhan, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Cơ quan này cho biết vụ thử nằm kiểm tra thiết bị chiến đấu tiên tiến của ICBM giúp xác định tính chính xác của thiết kế và giải pháp kỹ thuật dùng đo phát triển như hệ thống tên lửa chiến lược mới. Tên lửa đánh trúng mục tiêu giả định tại thao trường Sarisagan ở Kazakhstan với độ chính xác đạt yêu cầu. Video công bố ngày 11 tháng 4 cho thấy vụ phóng diễn ra vào ban đêm. Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố loại tên lửa dùng trong thử nghiệm. Vụ thử nghiệm mẫu ICBM này được tiến hành sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28 tháng 2 ký lực đình chỉ tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược. Đây là thỏa thuận kiểm soát hạt nhân cuối cùng giữa Moscow và Washington. Lực lượng tên lửa chiến lược là một trong những năm quân chủng của quân đội Nga chịu trách nhiệm vận hành các bệ phóng di động và giếng phóng ICBM. Trong biên chế của quân chủng có RS-24 Gia, một trong những dòng ICBM chủ lực với tầm bắn tối đa là 12.000 km, mang theo 10 đầu đạn nhiệt hạch với sức nổ công phá tương đương 300.000 tấn thuốc nổ TNT. Quân đội Nga hồi tháng 3 huy động hàng nghìn quân nhân và hàng trăm phương tiện, thiết bị quân sự tham gia diễn tập chiến đấu với tên lửa RS-24 Gia, lượng tham gia diễn tập thực hành khoa học, một ngụy trang và đối phó khí tài trinh sát đường không hiện đại. Tổng thống Putin tháng 2 năm 2022 ra lệnh đưa lực lượng răn đe của quân đội Nga, trong đó có các đơn vị chịu trách nhiệm vận hành vũ khí hạt nhân, vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt. Tuy nhiên, giới chức Anh và Mỹ tuyên bố chưa phát hiện thay đổi đáng kể trong lực lượng hạt nhân Nga sau khi mệnh lệnh của Tổng thống Putin, cũng như sau khi nước này đình chỉ tham gia New START. Và sau đây là bản tin thứ 5. Thì theo thông lệ thì sẽ là bản tin hấp dẫn cũng như bản tin gọi là hay nhất trong ngày hôm nay. Và để biết được bản tin thứ 5 là bản tin gì thì chúng ta hãy bắt đầu vào bản tin thứ 5 ngay luôn nha mọi người. Nga diễn tập với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Quân đội Nga huy động hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm khí tài trong đợt diễn tập chiến đấu với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Gia, hơn 3.000 quân nhân và khoảng 300 thiết bị tham gia đợt diễn tập. Bộ Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược sẽ đánh giá khả năng hiệp đồng tác chiến của binh sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, binh sĩ Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết hôm nay. Đợt diễn tập huy động các tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Gia thuộc biên chế quân đoàn tên lửa OM và sư đoàn tên lửa Novosibirsk. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đợt diễn tập được lên kế hoạch từ trước và sẽ diễn ra tại 3 tỉnh của nước này. Các binh sĩ sẽ thực hiện hàng loạt biện pháp ngụy trang và đối phó với khí tài trinh sát đường không hiện đại, cũng như phối hợp với lực lượng thuộc không quân và quân khu trung tâm. Quân đội Nga cho hay, nhấn mạnh là các đơn vị sẽ tập trung vào sử dụng và đối phó với đe dọa từ máy bay không người lái. RS-24 Gia là một trong các dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chủ lực của Nga, được thử nghiệm lần đầu vào năm 2007. Tên lửa có tầm bắn tối đa 12.000 km, mang được 10 kg đầu đạn nhiệt hạch, mỗi đầu đạn tương mạnh tương đương 300.000 tấn thuốc nổ TNT. Tổng thống Vladimir Putin đầu năm ngoái yêu cầu Bộ Quốc phòng phải ra lệnh cho lực lượng răn đe chiến lược, trong đó có các đơn vị mang vũ khí hạt nhân, chuyển sang trạng thái báo động, sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu. Tuy nhiên, giới chức Anh và Mỹ không phát hiện thay đổi đáng kể nào trong lực lượng hạt nhân Nga sau mệnh lệnh của Putin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình đăng video như mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.